có nhằm mục đích gì hết, đó là chỉ là một cái sự tri ân của Hà đến với khán giả. Chính vì thế nên là khi mà có đầy đủ về điều kiện và tinh thần thì Hà thực hiện thôi. Và Hà cũng rất là hạnh phúc khi mà trong cái thời buổi kinh tế khó khăn như này mà Hà cùng với ekip của Hà dám thực hiện hai đêm liền, thì đó là cái điều mà Hà muốn mong muốn để dành cho khán giả của Hà Nội. Và trong vòng một tháng này thì Hà tập luyện rất là nhiều cùng với vũ đoàn, cùng với ban nhạc ở Sài Gòn. Sau đó thì Hà ra Hà Nội vào ngày 23, thì Hà cũng tập cùng với ban nhạc ở Hà Nội và vũ đoàn nữa. Thì cho đến tối ngày hôm qua tầm khoảng 11:30 thì Hà bắt đầu mới rời cung về đến nhà. Và thật sự ra là mấy ngày hôm nay thì rất là áp lực về cả công việc cũng như là hồi hộp về tinh thần, nên là về đến nhà là Hà uống thuốc ngủ để mà ngủ. Thì Hà ngủ từ tầm khoảng độ 12 giờ hơn cho đến tầm khoảng độ 6 giờ rưỡi sáng thì Hà tỉnh giấc. Thì Hà thấy anh Quang Cường cũng tỉnh giấc luôn. Thì Hà thấy anh Quang Cường post lên Facebook thì có vợ của anh Nguyễn Quang nhảy vào comment, thì Hà cũng động viên là chị có tỉnh thì chị cũng khẽ khẽ để cho anh Quang anh ngủ để cho anh cũng đầy đủ sức khỏe để mà lo cho Hà trong tối ngày hôm nay và tối ngày mai. Thì chỉ khoảng độ tầm 5-10 phút sau là anh Cường gọi Hà dậy nói là xảy ra cái việc là cung đang cháy. Thì Hà là một người rất là bình tĩnh, nhưng mà lúc đấy là anh Cường anh dậy và anh đập cửa, thì là lúc ấy Hà không còn tâm trí nữa. Mặc dù mình là một người từ trước đến nay là Hà là một người khá là can lì trong những cái vụ việc mà nó xảy ra với bản thân mình, nhưng mà Hà không nghĩ rằng là cung có thể cháy được, không bao giờ nghĩ vậy được, và chỉ nghĩ rằng là ai đó đùa, chỉ nghĩ rằng ai đó đùa. Thì sau đó là Hà nghe thấy anh Cường nói chính xác là cung cháy, là coi như là Hà không có biết gì, Hà chịu được luôn, Hà xỉu luôn. Và sau đó thì gia đình của Hà là túc trực và bác sĩ chuyển cho viện. Thì bản thân Hà thì trước tiên phải nói lời đầu tiên đó là đến xin lỗi đến khán giả, sau đó thì phải nói lời xin lỗi đến các nhà tài trợ vì đã không cho tất cả quý vị khán giả ở Hà Nội có hai đêm nhạc đúng theo ý nghĩa mà chương trình đã đưa ra, đó là